xin giới thiệu đến các bạn một dòng máy quét mạng vật rất là gọn gàng tiện lợi. Đây là một dòng máy quét có thể quét được mạng 1D và 2D. Nó có xuất xứ 100% từ Nhật Bản của hãng Oticon, có model là Oticon 3002i, có xuất xứ 100% của Nhật Bản. Đây là một chiếc máy sở hữu một thiết kế gọn gàng với trọng lượng rất là nhỏ, dạ, với 53g. Với là đây là một thiết bị lý tưởng để cho các bạn mang theo bên người. Mang theo bên người và có thể sử dụng. Tiếp theo là mình sẽ mở ra, mình xin mở ra và có thể test thử cho các bạn xem cái tốc độ quét cũng như là cái đồ này của nó. Đây là các bạn manual nha, hướng dẫn sử dụng và một số mã để set trên một số mình cần một số hệ điều hành đặc biệt hay là gì. Này. Đây là dây USB dùng để kết nối với máy tính, có thể là dùng để sạc luôn. Hoặc là mình có thể kết nối với máy tính để muốn truyền trực tiếp dữ liệu qua máy tính. Còn đây là dây đeo để có thể đeo vào tay để tránh rơi rớt. Đây, đây tới đây là cái thân máy được gói kỹ trong cái trong quá trình vận chuyển chống rơi vỡ hay là trầy xước. Đây là máy có thiết kế rất là nhỏ gọn và đẹp nha. Đây đây là máy Oticon 3002i, xuất xứ 100% từ Nhật Bản. Đó, các bạn có thể nhìn sơ qua về cái máy mình sẽ để đây. Nó được ứng dụng rất nhiều trong các để phục vụ trong hoạt động kinh doanh như thanh toán, quản lý hay là kiểm soát hàng hóa và thậm chí là cả các hoạt động check-in khách mời, check-in tại các sự kiện. Tiếp theo là mình sẽ xin thử kết nối tới điện thoại để test thử cho các bạn xem. Nó là kết nối thông qua Bluetooth, nó có thể là kết nối với hệ điều hành là iOS hoặc là Android. Đây đầu tiên là mình sẽ kết nối với một cái máy iOS nha. Đầu tiên mình xin hướng dẫn luôn, đó là để bật Bluetooth của máy này lên là mình nhấn giữ cái nút này, nút nhỏ này tầm cỡ 4 giây. Mỗi lần đây nó hiển thị đèn xanh chớp cháy, nghĩa là máy đã bật Bluetooth. Tiếp theo là mình sẽ bật Bluetooth của điện thoại. Đây, mình sẽ quay màn hình cho các bạn để xem. Đây bật lên, nó đã dò được cái Bluetooth của nó là Oticon 3002i nha. Giờ mình bấm vào để kết nối này. Rồi đã kết nối, giờ mình sẽ quay thử cho các bạn xem. Rồi mình vào cái ghi chú đi. Ghi chú. Tạo một cái bản ghi mới đầu thật. Đây đây. Đây ghi chú. Rồi tiếp theo mình xin quét thử một số mã 1D. Thì trên cái hộp máy có một vài mã 1D mình sẽ quét luôn nhé. Các bạn xem. Đó. Đây. Đó, máy quét rất nhanh nha. Với máy quét này có, nếu các bạn sạc đầy pin thì nó có thể sử dụng đến là 10 giờ, là 10 tiếng. Với cái tốc độ quét là trên 1 giây các bạn quét 2 bảo vật thì nó có thể sử dụng tới 10 giờ, 10 tiếng, 10 tiếng đồng hồ. Nếu sạc được đầy pin, đây, quét rồi. À, mình cũng cần đi một cái mã 2D đây. Mã 2D thì mình sẽ quét thử cái mã 2D này. Các bạn xem vì máy này có thể quét được mã 1D lần 2D. Với thiết kế nó rất nhỏ gọn, rất là tiện lợi. Đây là mã 2D nha, đó, quét. Ok, mã 2D là bản QR code, đây là bản QR code. Đó, quét rất là tốt. Rồi tiếp theo mình sẽ test trên một cái điện thoại Android cho các bạn xem luôn nha. Đây, đây là iOS. Mình sẽ ngắt, mà muốn test trên cái Android là mình phải ngắt kết nối từ cái máy, tại vì nó chỉ kết nối được với một máy một lần. Các bạn lưu ý. Đây mình tắt ngắt kết nối. Rồi tiếp theo mình sẽ xài một cái điện thoại Android. Đây nha, đây là một điện thoại Android. Mình sẽ mở Bluetooth nó lên. Bấm nhầm nhầm. Mở Bluetooth. Ok, bật Bluetooth lên. Đây nó dò thiết bị là xin lỗi các bạn, đầu tiên là mình phải mở Bluetooth từ máy Oticon trước. Đây, ok. Máy Oticon trước. Tiếp theo là mình sẽ kết nối với điện thoại. Nãy mình chưa mở cái này kết nối. Đó, ok, đã kết nối. Mình sẽ mở cái tin nhắn luôn đi. Tạo một tin nhắn mới. Ok. Mình sẽ quét thử nhá. Đây là mạng 1D đây. Máy mạng 1D đây. Nếu các bạn thấy trên màn hình hiển thị nhá. Rồi tiếp theo đây là mã 2D này, mình sẽ test thử trên mã 2D. Đó.
nó có thể kết nối được với tablet hoặc là laptop hoặc là iPad hay gì đó mà mình có thể điều hành Android, Windows hay là gì, mà còn nó có Bluetooth thì có thể kết nối được hết. Những thiết bị có Bluetooth thì nó có thể kết nối được hết. Nó với lại là một cái đặc biệt cực kỳ là bền của máy, đó là có thể là rơi từ độ bền là 1,5 mét mà xuống sàn bê tông. Có thể chịu được cái lực rơi 1,5 mét xuống sàn bê tông. Đó là mình vừa điểm sơ qua một số tính năng nổi bật của máy nó chuẩn 3002i. Đây là máy quay 2D mà 1D. Thì nếu các bạn có nhu cầu hoặc là muốn biết thêm, tìm hiểu thêm về chi tiết về cái sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Bảo Mật để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn.